giảm liên minh mạng lưới các đô thị bền vững châu Á, tổ chức phối hợp với trường Đại học Khoa học Đại học Huế tổ chức hội thảo với chủ đề các bên liên quan và khả năng hợp tác xây dựng thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tư Đình đã đến dự. Dự án liên minh bền vững mạng lưới đô thị các thành phố châu Á là dự án được tài trợ bởi chương trình Erasmus cộng của Liên minh châu Âu với mục đích nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đô thị bền vững dành cho 11 trường đại học, trong đó có 5 trường thuộc các nước châu Âu và 6 trường đại học Việt Nam. Đại học Khoa học Huế là một thành viên của dự án. Khởi động từ năm 2016, dự án đã có nhiều hoạt động như tổ chức các hội thảo tập huấn và các chương trình đào tạo trao đổi giảng viên sinh viên giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam, thiết lập được những chương trình đào tạo tiên tiến phục vụ cho việc xây dựng những thành phố thông minh và bền vững trên nhiều lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, công nghệ, tài nguyên môi trường, v.v. Hợp tác với các doanh nghiệp trong việc đào tạo và sử dụng lao động đúng mục đích của chiến lược xây dựng thành phố thông minh ở các địa phương. Tại Đại học Khoa học Huế, khoa môi trường là ngành đào tạo được lựa chọn tham gia dự án. Hội thảo lần này tại Huế nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của dự án tại các trường đại học. Dự án cùng dành thời gian làm việc với các bên liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế để cùng trao đổi, lắng nghe nhu cầu của địa phương trong phát triển đô thị thông minh, những khó khăn cần giải quyết để có định hướng hoạt động thiết thực trong thời gian tới.